Khả năng lội nước đáng kinh ngạc của C8 Corvette Stingray khiến nhiều người phải trầm trồ. Bất chấp việc nước dâng lên quá nắp capo, chiếc siêu xe vẫn lướt băng băng qua đoạn đường ngập, rẽ sóng đi qua an toàn mà trông có vẻ như không hề hấn gì, không hề bị chết máy giữa dòng nước ngập cao. Được biết kết cấu động cơ đặt giữa của C8 Chevrolet Corvette Stingray không chỉ biến nó thành đối thủ đáng gờm của các siêu xe châu Âu, mà còn mang đến cho nó khả năng lội nước đáng kinh ngạc. Tuy nhiên cũng không có gì chắc chắn rằng việc nước không lọt vào trong cabin qua khe cửa.